Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, để tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022, Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt nhiệm vụ được giao về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan thành viên được giao phụ trách theo dõi địa bàn, quan tâm đôn đốc các huyện, thành phố nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Thu nhận ý kiến phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quản lý, nhanh chóng triển khai đôn đốc các lực lượng liên ngành để kiểm tra, giải quyết các phản ánh nếu có trong thời gian sớm nhất. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài trong 4 ngày liên tục. Để đảm bảo thông tin thông suốt, duy trì hoạt động của các cơ quan đơn vị, kịp thời xử lý, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất thường xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí phân công trực trong những ngày nghỉ lễ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phức tạp thuộc ngành lĩnh vực địa bàn quản lý, gửi hỏa tốc tới văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi qua email tổng hợp ubhb@gmail.com để tổng hợp báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 8, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 như nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị, Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ đảng viên quần chúng, trước hết là cán bộ chủ chốt, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện nghị quyết, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết, đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. 8 tháng năm 2022, huyện Lương Sơn đã thu hút được 4 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 784 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đến nay trên địa bàn huyện là 203 dự án, trong đó có 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 307 triệu USD, chiếm 59% về dự án và chiếm 49,8% về vốn đăng ký so với toàn tỉnh. Nhiều dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Hiện nay, huyện Lương Sơn đang tập trung thu hút đầu tư các dự án có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản đất đai, tăng cường phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với công tác quản lý theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là phối hợp với các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án về thủ tục xây dựng đất đai, môi trường. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó, thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp và nông dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Tính đến tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh có 689 hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút trên 24.000 thành viên và người lao động tham gia. Trong đó, 424 hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động ổn định, còn lại 265 hợp tác xã, tổ hợp tác dừng hoạt động hoặc đang chờ giải thể. Nguyên nhân chủ yếu là do một số hợp tác xã, tổ hợp tác thiếu nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn. Nhiều hợp tác xã chưa thể hiện tốt vai trò kết nối doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân.
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang xây dựng các cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp liên doanh liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm ở địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử, trở lại chiến khu cách mạng Sàng Xèo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, 77 năm đã trôi qua, cuộc sống đã và đang đổi thay từng ngày. Nhưng có lẽ, truyền thống cách mạng và câu chuyện về chiến khu Sàng Xèo sẽ mãi đi theo lớp lớp thế hệ con cháu và được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn biến thành sức mạnh hành động trên con đường xóa đói giảm nghèo. Để hôm nay, màu xanh của sự no ấm trải rộng nơi chiến khu xưa. Chiến khu cách mạng Sàng Xèo, nay thuộc xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, cuối năm 1944, đầu năm 1945, phong trào cách mạng trên toàn tỉnh vừa hoạt động công khai, vừa hoạt động bí mật. Phong trào phát triển mạnh mẽ và bắt đầu xuất hiện những thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Nhận thấy rõ thời cơ trước mắt, cũng như nhận được chỉ thị của Trung ương về việc chuẩn bị lực lượng tại địa phương cho việc khởi nghĩa giành lại chính quyền. Trước tình hình đó, Ban Cán sự Đảng tỉnh đã thống nhất tổ chức lớp tập huấn quân sự để làm nòng cốt cho khởi nghĩa cách mạng giành chính quyền. Chiến khu Sàng Xèo là chiến khu cách mạng đầu tiên của tỉnh được lựa chọn làm nơi tổ chức lớp huấn luyện quân sự. Đã 77 năm trôi qua, tượng đài khu căn cứ cách mạng Sàng Xèo vẫn uy nghiêm như khẳng định giá trị lịch sử vẹn nguyên, trở thành điểm tựa để lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay tiếp nối truyền thống bằng sức lực và trí lực cống hiến cho quê hương, tổ quốc. Phát huy cái truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, anh em cựu chiến binh chúng tôi hiện nay luôn là giữ gìn cái phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy cái truyền thống đó, cống hiến cái sức trẻ, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và giàu đẹp hơn. Phát huy truyền thống nơi chiến khu xưa, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Nếu như năm 2015, thu nhập bình quân đạt 19,6 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 42,4%, thì đến hết năm 2021, thu nhập của người dân được nâng cao đáng kể, bình quân đạt 40,3 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,5%. Những năm qua, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được các cấp ngành quan tâm. Trong 6 năm 2015-2021, xã tiếp nhận và triển khai thực hiện 7 mô hình kinh tế. Hiện nay, ngoài diện tích cây lúa, Cao Sơn còn tích cực đầu tư mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi, cây chè, rong giềng, cây ngô, theo hướng sản xuất hàng hóa. Đường giao thông được bê tông hóa thuận lợi, hạ tầng thiết yếu như điện, trường học, trạm y tế đều được quan tâm xây dựng đồng bộ. Bên cạnh đó, với đòn bẩy từ chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của bà con nơi đây đã no ấm hơn. Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, năm 2021, xã Cao Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kia làm nguyên ngô, mấy cây rong giềng thì mỗi năm chỉ có 2 vụ. Thì còn làm thêm cái cây chè này thì nó thu được 7 tháng trong một năm đấy. Thì những cái lúc mình không có ngô, không có rong thì mình lại có cây chè thu nhập thêm. Tôi rất mong muốn nhà nước để hỗ trợ chúng tôi là những cây giống và con giống để phát triển kinh tế thêm. Trong giai đoạn tiếp theo thì xã Cao Sơn chúng tôi tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa các cái cây trồng mới có năng suất cao vào cho nhân dân sản xuất, tập trung phát triển một số cây chủ lực như cây chè, tận dụng cái lợi thế về phát triển du lịch vùng lòng hồ thì xã Cao Sơn cũng đang phát triển thêm du lịch và các cái sản phẩm phục vụ cho du lịch để phục vụ du khách và phát triển các cái mô hình có kinh tế cao để nâng cao cái thu nhập cho người dân trong giai đoạn tiếp theo. Chiến khu xưa đã và đang đổi thay từng ngày, với một sức sống mạnh mẽ, với những con người cần mẫn vươn lên. Những đổi thay từ cuộc sống của người dân khẳng định đường lối đổi mới của Đảng đã chiếu rọi đến từng thôn bản, gia đình. Đó thực sự là mạch nguồn chảy mãi để nhân dân các dân tộc nơi chiến khu xưa cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh
xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một quốc gia đều có quốc kỳ riêng, với những biểu trưng và ý nghĩa khác nhau. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó mà việc treo cờ Tổ quốc trong mỗi dịp lễ Tết được quân và nhân dân trên cả nước thực hiện và đã trở thành nét văn hóa riêng của người dân Việt Nam. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở địa phương, cứ đến ngày lễ Tết của dân tộc, ông Lê Ngọc Thìn ở phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình lại treo cờ Tổ quốc. Với ông Thìn, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ Tết như một nét văn hóa truyền thống từ nhiều năm nay. Bởi mỗi lần treo cờ Tổ quốc, trong ông lại dâng lên niềm tự hào dân tộc về một Việt Nam hùng cường. Mỗi một lần mà treo cờ Tổ quốc là một người dân Việt Nam thì đấy là một cái sự thiêng liêng. Lá cờ nó thể hiện một cái ý chí và tình cảm của những người dân và trách nhiệm của người dân mỗi một khi ngày Tết hoặc có những cái ngày kỷ niệm. Bản thân chúng tôi là một người chiến sĩ cách mạng, đã từng tham gia bộ đội, từng chiến đấu mà khi trở về thì thấy rằng đó là một cái mà quý giá. Đấy là một cái thiêng liêng. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Nên cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc. Năm cánh sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong những ngày này, trên khắp các tuyến phố, ngõ xóm trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đều bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Hiện nay, việc treo cờ Tổ quốc của nhân dân hầu như đã trở thành nề nếp, nét văn hóa vào mỗi dịp lễ lớn hay ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các địa phương trên toàn quốc, từ nông thôn đến thành thị, đều treo cờ Tổ quốc, tạo nên bầu không khí, vui tươi, phấn khởi, niềm tự hào của người dân hướng về Tổ quốc. Việc treo cờ Tổ quốc để chào mừng những ngày quốc khánh, ngày lễ lớn của toàn quốc cũng như là của khu dân cư, chúng tôi rất tự hào vì bà con rất là hồ hởi tham gia nhiệt tình và cũng rất là phấn khởi khi treo cờ Tổ quốc để chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước cũng như là của khu dân cư để đẩy mạnh được cái phong trào của người Việt Nam cũng là cái để chào mừng những ngày lễ lớn. Việc treo cờ Tổ quốc Việt Nam trong mỗi dịp lễ Tết là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, phấn đấu xây dựng đất nước quê hương ngày càng phồn vinh. Đó còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người uy tín, điểm tựa của nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ tối Đài Loan tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.